Bộ phim Nắng Chiều của đạo diễn Lê Mộng Hoàng công chiếu ngày 30 tháng 8 năm 1972 tại các rạp lớn đương thời ở Sài Gòn. Sau năm 1975, Thúy Nga mua lại và phát hành đĩa DVD. Trong phim có một cảnh quay duy nhất về bút mực, nữ nhân vật phản diện đang dùng bút viết thư cho nam chính. Cây bút được dùng là bút bi Bic Cờ Di Tân của Pháp. Nữ diễn viên xinh đẹp trong video này là ca sĩ hải ngoại Phương Hồng Ngọc. Cô có duyên từng đóng nhiều vai lúc nhỏ cho minh tinh Thẩm Thúy Hằng. Bộ phim Nắng Chiều năm 1972 đã tham gia Đại hội Điện ảnh Á Châu năm 1974. Nữ chính phim do Thanh Nga đóng đã đạt giải nữ diễn viên xuất sắc nhất. Nói về cây bút bi được dùng trong phim, cây bút bi Bic Cờ Di Tân. Mẫu bút này ra mắt năm 1950 và trở thành cây bút bán chạy nhất thế giới vào năm 2006 với doanh số hơn 100 tỷ. Cây bút này cũng được nhiều thế hệ học sinh Việt Nam ở thế kỷ 20 dùng qua. Kế tiếp là một số hình ảnh về thành tựu mà công ty Société Bic đạt được cho đến nay.